Alo anh em, là mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày nghỉ, thì mình có một cái hẹn đi mua xe. Chiếc xe mình đi mua sẽ là chiếc xe Yamaha R1 đời 2002. Nó ở khá là xa cách cái chỗ mình ở, 120 miles, tức là khoảng gần 200 cây số, bằng cái đoạn đường là sẽ bằng từ Sài Gòn ra Phan Thiết, nếu mình không lầm. Cái xe này á, thì nó còn khá là mới và giá của nó cũng rất là thơm, cho nên là mình mới quyết định đi một cái quãng đường xa như vậy để mà đón nó về. Giờ mình đi vô xe ha, mình lên xe đi. Ok, thì giờ là tới giờ lên đường. Cái anh em thấy không nè, nó để là 1 giờ 46 phút cho cái quãng đường khoảng 200 cây số. Thì mình đang đi tới cái gần tới cái chỗ điểm hẹn rồi. Thì cái chỗ này nó gọi là Sedona. Cái chỗ này là một cái địa điểm du lịch rất là nổi tiếng của cái bang mình sang sống, Arizona ha. Anh em thấy những cái núi không? Đó là lý do tại sao mình thích đi mua xe xa là vậy đó. Tại vì mình được trải nghiệm, được nhìn thấy những cái cảnh rất là đẹp mà những ngày thường thì mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Một cái điều mà khác nữa là người Mỹ ở Mỹ này nè, những cái gì mà thuộc về thiên nhiên, tự nhiên người ta rất là bảo vệ, rất là kỹ. Cho nên những cái núi này anh em có thể nhìn thấy, nó không có cáp treo, nó không có gì hết trơn á. Mình muốn đi á là mình phải tự mình leo lên. Nó có những cái khu á là người ta chỉ đường cho mình, tức là những cái chỗ mà mình được đi nó đủ an toàn thì mình người ta cho mình leo. Xe nó nằm ở đây rồi. Ok. Ây da. Hello, sir. How are you doing? I'm Eugene. Eugene? Yeah, Dave, nice to meet you. Yeah. How are you going to get it back in there? Well, I have a RAM. Oh, you have a RAM? Okay, sure. It's in the in the back of my seat. Okay. Yeah. Wow. Look at that. Flawless. Ah, I can't believe it could be this clean. That's a Hyper Pro. Okay. That's the best one, you know, when you come down from a wheelie sometimes. Yeah. It'll stop it right away. The tank slap. Yeah. And the lever is nice. You have the stock lever? No, this is, you can adjust whatever you want, yeah. Not stock. This is titanium. Yeah. Let's see. I got 12,328 miles. Nice. This, watch the back light. Wow. Hey. Nice. So you got two selections on that. Okay. This one, you know, if I pass somebody out, like another motorcycle, I put that on. Tình trạng còn rất là mới. Wow. I can't believe that after that 16 years. I know, 16 years. Yeah, and it's flawless like this. Were you the first owner? I'm the only owner, yeah. Oh, nice. Is that a real tire? It can't, you know, when I bought the tires, they gave me that. Oh, okay. That looks nice, it's huh? A nice tank. Can I turn it on? Yeah. Get a green light. Wow. Xe này quá mới anh em ơi. Too, right? Put the blinker on, you got this. Oh yeah. The back. Oh nice. This is the first time I've been here. It's beautiful. Sedona, yeah. Yeah. That sounds good. You also got the genuine Yamaha GTR, you know, this is aftermarket, but yeah, Yamaha. But 5 months on the oil. Yeah, it's fresh.
Can I see the title? See the what? The title? Yeah. Please. And is it adjustable, this one? It is adjustable, but it's set perfect. Okay. Cái xe này á, mọi nội có cái vàng này không có mấy trăm mà. Cái tay thắng thì bằng titanium. Cái này cũng 200 cặp. And have you clean? And have you neuralized everything? Oh, yep. It's good. The radio, right. Let me grab the cash. You hold on to it, and I'll take it for a spin. Okay. Yeah. Here's the cash, sir. Yeah. How much is it? It's 27. Okay. Just want to go through all the gears. Do you want a helmet or anything? It's okay. I'll go slow. I won't go fast. Don't get hurt. Yeah, I won't. I'm a very defensive rider. Okay. You can count on me. Tại cái ông này ông cũng già mà nhìn tin tưởng được á, cho nên là mình đưa tiền luôn. Ôi, số nó quá ngọt luôn anh em ơi. Nhẹ heo. Đời 2002 nha. Tư thế ngồi nó cũng đã nữa. Hết số rồi. Xe này quá ngon. Thật sự mà nói là không còn gì để chê hết. I love it. Yeah, I'll take it. Máy móc không có nhiễu một giọt nhớt nào hết. Khô queo. This bike came from New York? Yeah, I'm a New Yorker. Ah, okay. When I got here, I had to register it. Oh, yeah. That's how I get it. So, you live here for good, or, okay. This and this. After you ride it, and you wipe it off with one of these. Now, if you got bugs, you spray it on, and you let it sit for a few minutes. Okay. And then you come back, the bugs come right off. From this angle, it looks like an R7. All right, so what are we going to do here? Can I match with the VIN? Cái này rất là quan trọng nha anh em, lúc nào cũng phải kiểm tra. Nè. JYARN, 2354. Good. You know what? You don't need this because I don't pay tax here. You don't pay tax? Yeah. In Arizona, you don't pay tax when you buy the motorcycle. Oh, you do in New York. You don't here. Oh, okay. Yeah. Here. You don't need that. Okay. You don't want a bill of sale, just that. Yeah. Okay. Just that. 1954. That's a very important year in my country. Oh yeah. What yeah. country are you? Vietnam. Oh. Why was it? In that year, my country was split in half. Oh. Like Korea. You sound like though you're from Australia.
Yes, I grew up in Australia. Okay. I'm gonna get sell that, this, and my FRS. FRS. And I'm gonna get the. Oh, you have the FRS? Is it manual? Yeah. Nice. And then I want to get the Subaru STI. Oh, that's a bike. That's a car for the mountain. That's a mountain car. Yeah. Giờ ông sẽ bỏ tiền vô trong cái nhà băng để coi tiền mình phải tiền thiệt không. Có nhiều người ta dễ mà có nhiều người ta cẩn thận thì mình chiều người ta thôi. Tại mình thiệt mà mình đâu có sợ gì đâu. Very handy, very compact. Đủ đồ nghề hết. On three, one, two, three. Give me the brake. Yeah. I got the brake. All right. One, two, three. We got it. All right. Now we good. Is this your first bike or? Second. Second? Yeah, I had the FZ6. I just sold it. Trời ơi, muốn R1 crossplane nhưng mà không có tiền chơi, cuối cùng phải chơi cái R1 đời cũ. Mấy anh em ở Việt Nam đừng cười mình nha. Mình chỉ có tiền chơi tới đó thôi, tới đây thôi. Give it a kiss. You're gonna miss that. I am. Okay. Adios. Alright. Take care, sir. Ok, thì cái xe này á là nó ra đời năm 2000 năm 1999. Cái loại R1 này nè. Xong rồi tới đời 2002 á thì tụi Yamaha nó cải tiến một số thứ, và cái thứ quan trọng nhất á là cái phun xăng điện tử. Cái đời 99 tới 2001 á thì là xài bình xăng con. Cái điểm khác biệt giữa cái chiếc này á, R1 này với lại những cái chiếc R1 đời sau này á, crossplane á, là cái cục máy mà có 5 số bắp. Tức là tổng cộng là cái xe này nó có tới 20 cái số bắp. Hơi xấu, nó không có đẹp. Đó, cái đuôi nhìn rất là thô, anh em thấy không? Ồn quá, shut up. Đó, cái dàn đầu nó rất là đẹp nha. Dàn đầu tuyệt vời luôn. Không có khác gì, thua gì so với những cái chiếc R1 đời mới sau này đó. Nhưng mà có điều cái dàn đuôi thì nó hơi xấu thôi. Thì cái đời mà 2002 thì không có chiếc nào mà có cái đuôi đẹp hết trơn á. Chiếc nào có cái đuôi xấu ọm mà. Có chiếc CBR954 thì có cái đuôi nhìn đã đỡ thôi. Nhưng mà cũng xấu. Đuôi mấy chiếc ngàn thời đó nó thô lắm. Ông giữ chiếc xe rất là kỹ nha. Sơn đồ rất là chặt. Vỏ là vỏ xịn, vỏ Corsa nha, Pirelli Corsa. Anh em tin được không? 2007, chiếc xe còn quá ngon luôn. Để mình tính coi 2007 tiền Việt là nhiêu nha. Nhân 23 đi. 62 triệu. 62 triệu để mua một chiếc 1000 phân khối. Không biết nếu mà ở Việt Nam mình 62 triệu thì mua được xe gì. Và có việc nếu mà có mua được xe mô tô thì không biết là giấy tờ như thế nào. Nhưng mà ở Mỹ thì đó, mình mới mua được chiếc xe 1000cc đời cũ. Thiết kế thì cũng không phải là đẹp lắm, nhưng mà nó còn rất là mới. Ông này là ông ban đầu ông đòi 3200, nhưng mà mình trả giá, mình nhắn mình trả ông 2500. Xong rồi ổng nói là ổng ok với cái giá là 2007. Thì mình thử mình kỳ kèo 2006.
nhưng mà ông không chịu. Cuối cùng là mình quyết định lấy, tại vì 2.700 vẫn rẻ. Tại cái xe này nếu mà bây giờ mình đem về trên thành phố mình á, thì mình rửa ráy sạch sẽ, thì ra cũng không cần rửa nữa tại nó sạch sẵn rồi. Mình chụp hình rồi mình bỏ lên trên Craigslist mình bán á, thì ngay lập tức là mình sẽ bỏ túi khoảng 700-800 đô. Ok, thì sau khi mà cột cái xe sẵn sàng rồi thì mình chuẩn bị lên đường. Thì đó, anh em nhìn lại một lần nữa nè, đẹp không? Nè, không có một vết chày luôn. Cái ông này ổng chạy, mỗi lần ổng chạy về là ổng xịt cái wax á, ổng chùi. Đó, nước sơn bóng lưỡng luôn nè. R1, phải nói R1 nha. Nói R1 là mấy thánh mà có thùi tiếng Anh á, là sẽ không có chịu đâu. Bày đặt tiếng Việt, nó mẻ tiếng Việt đi, bày đặt chêm tiếng Anh vô. Hầu như cái video này mình bỏ lên cũng gặp mấy thánh vậy đó. Ê, mà mình đâu có khe đâu. Cái bà mấy thánh. Mấy thánh ghét tiếng Anh thì thiệt cho mấy thánh thôi. Mới tinh luôn không? Lốc máy nè, không có một giọt dầu nào xì ra hết. Sơn rồi. Xe này thì nó có một số món đồ chơi là cái bô. Bô này là bô của hãng Yamaha luôn. Bô độ nhưng mà của hãng Yamaha nha. Genuine nè, Yamaha nè, Technology Racing nè. Không biết tại sao mấy cái đời R1 sau này nó lại không có cái loại bô này. Nhưng mà cái hiệu bô này nó rất là tốt. Đồ của hãng mà. Rồi cái này mình nghĩ là chỉ là slip on thôi. Inox slip on thôi chứ nó không có phải là full system. Cái Delta Box này á, là cái sườn Delta Box này á, là nó là cái loại sườn mà rất là đặc trưng của xe R1. Cái điểm đặc biệt của nó là ít mối hàn, nó là sườn đúc, ít mối hàn. Thì cái sườn nhôm mà có càng ít mối hàn á thì nó càng cứng và nó càng nhẹ hơn. Nó nhiều mối hàn thì nó sẽ không có tốt bằng. Theo mình biết là như vậy. Ok, bây giờ thì mình đi vô thành phố kiếm gì ăn. Cái chỗ mình ghé hồi nãy chỉ là giống như là cái thị trấn nhỏ thôi. Còn cách thành phố chính là Sedona khoảng mười mấy dặm. 7 dặm nha, 7 dặm, 15 phút lái xe. Do không có chỗ đậu xe gần cho nên mình phải đậu tuốt ở xa, giờ đi bộ lại. Giờ mình nhìn lại cái xe của mình, ôi trời, cái bịch này nãy giờ quên cất. Và mẹ nó may là nó không bay. Quá đẹp. Rất là hài lòng anh em. Nhìn đã không anh em? Đó, núi nè. Cảnh đẹp ha. Lần đầu tiên mình đi cái này á, quá là hài lòng. Nó không có uổng cái chuyến đi của mình. Vừa mua xe vừa đi chơi luôn. Ok, thì bây giờ mình đi vô cái Starbucks. Starbucks ở đây nhìn dễ thương quá. Có cái view rất là đẹp nha. Nhưng mà cảm xúc mình sẽ vô, trước hết mình chỉ xin một ly nước thôi. Rồi mình mua đồ sau. Hello. Is it possible for me just have a cup of water and ice, please? Yeah, what size? Just a small one, please. Yeah, that's good. Yeah, can I have a little bit more ice, please? Yeah, of course. Yeah, that's good. Fantastic. Thank you. Welcome. Have a good one. Do là cái bang của mình là bang sa mạc á, cho nên là luật là mình xin nước là người ta phải cho. Bất cứ chỗ nào, dù là sang trọng cách mấy đi, thì khi mà mình đến mình xin một ly nước thì người ta vẫn phải cho mình. Mình xin đồ ăn thì có thể là người ta không cho, nhưng mà chắc cho, nhưng mà xin nước thì phải cho. Nè, đã.
Cái thành phố này là nó giống như là Đà Lạt của cái bang mình vậy đó. Mát mẻ. Rồi nói chung là những người giàu có họ lên đây họ hưởng thụ cuối tuần. Rồi xong rồi trong tuần thì lại về lại thành phố để làm. Đó. Rất là đẹp. Dốc lên dốc xuống à. Y chang Đà Lạt. Này mà có ly sữa đậu nành với lại một cái bánh mì xíu mại chứ. Ồ, ở đây nó có bánh mì để cho mình chét bơ ăn thử nè. Bơ là bơ whip butter. Bánh mì ngon quá. Quán đẹp quá. Can I order? Yeah. Yeah, can I have the select 2 for $10.29? Can I have the buffalo chicken? And can I have the sweet? I think I will have the French onion with the melted Swiss. Yeah. Anything else? That's all for today. To go or? For here, please. Fantastic. It'll be 11:36. There you are. Lovely. Thì đồ ăn dọn ra ha. Đó, anh em thấy cái bánh ngon không? Đây là cái bánh mì sandwich gà. Nó có gà nè, xà lách nè, rồi cheese nè, rồi theo mình là cà rốt, rồi hành rồi này kia vậy đó. Ngon quá. Rồi cái súp này á, là súp hành với lại phô mai. Phô mai nó chảy ra nè. Đã không? Quá ngon. Thì có thể là những người mà không thích đồ Tây á thì sẽ không có hứng thú gì với mấy cái này đâu, nhưng mà mình thích đồ Tây lắm. Trong bánh, trong cái súp á, nó có một cái bánh mì mà nướng á. Phô mai nó chảy rất là ngon. Nước súp á, theo mình đó là nó làm từ, nó nấu từ nước xương gà đó, rất là ngọt, nó ngọt rất là thanh. Người Tây á thì nó không có nêm bột ngọt đâu, cho nên là theo mình đó là cái vị ngọt này nó ra từ cái xương gà với lại cái hành tây. Hành tây nó rất là ngọt nha. Súp này toàn hành tây thôi, ăn này hôi nách thấy bà luôn. Nhưng mà ngon. Giờ mình ăn một miếng bánh mì sandwich. Bánh mì được nướng rất là giòn nha. Có một miếng ức gà đây nè, nè thấy không? Đó. Thì người Tây người ta rất là hay ăn ức gà. Trong này vì thành phần của nó là có để coi rồi, phô mai, rau, xà lách, rồi rocket đó, rồi cái này cái gì đây? Cái này là củ cải, okay. Với lại cà rốt, với lại bắp cải. Cái này bắp cải không? Bánh mì nướng rất là giòn. Ngon. Vừa ăn đồ ăn ngon, vừa ngắm cảnh đẹp. Ngon mình rồi. Không còn gì bằng đó. Ăn bánh mì xong rồi ăn một muỗng súp.
cái phô mai này nó kéo dài sợi. Phô mai nó thậm nó cứ phúi y như là mình ăn mắm vậy đó, rất là ngon. Ngon không? Liếm sạch gì á? Liếm sạch khô. Ok, bây giờ no nơi rồi. Đó, anh em nhìn nè, tô dĩa sạch trơn. Mình không biết là cái quán này là nó là tự phục vụ cái hình như là phân nửa thôi. Tức là người ta bưng bàn đồ ăn tới bàn cho mình xong rồi mình phải tự dọn hay sao mình không biết nữa. Nhưng mà thôi kệ. Đem lại đưa để chỗ mà người ta dọn đồ. Chứ lỡ mà cái quán này quán tự phục vụ mà mình ăn xong mình bỏ mình đi thì nó người ta nhìn mình như quái vật vậy đó. Giờ đem thank you. Yeah. Have a good one. Ok, thì cái chỗ này là đường phố. Cái giống như là downtown, tức là nó là phố á. Là trung tâm của cái khu này vậy đó. Ở đây nó làm chocolate. Đủ loại chocolate thế này. Anh em thấy mấy trái táo không? Đó, là người ta sẽ nhúng cái trái táo này vô trong cái chocolate ở bên kia. À quên, sô-cô-la, lộn. Sorry anh em. Mình phải nhúng cái trái táo này vô trong cái sô-cô-la kìa. Đó. Cái chỗ này nó có cái gì đó rất là nghệ thuật, đẹp. Tất cả mọi thứ đều rất là kiểu xưa xưa. Kiểu mà thời nước Mỹ mà lúc mà mới lập quốc á. Thời mà của mấy ông cao bồi đồ này kia vậy đó. Nhìn cái quán này dễ thương không? Y chang như là hồi xưa cái thời cao bồi vậy. Bây giờ là có một cái ước mơ mới. Là có một căn nhà trên này. Thôi. Hôm nay hiện tại là cái sổ số ở Mỹ á là đang là 1.6 tỷ đô nha. Thì chắc chút nữa phải đi mua thôi. Nếu mà trúng thì mua căn nhà trên này. Cục cưng của tôi đây. Giờ nhìn vô kiến là thấy chiếc xe của mình trong đó nè. Nhà thờ đẹp không? Cổ kính quá. Lần đầu tiên mình đi tới cái nơi như vậy luôn á. Quá là trải nghiệm mới. Nhìn khách sạn này, nhìn nhớ Đà Lạt dễ sợ luôn. Không biết anh em coi cái video này thấy cái chỗ này nó làm sao. Nếu mà so sánh với Đà Lạt thì nó có bằng Đà Lạt không? You welcome. Này giống chợ Đà Lạt không? Dễ thương quá. Nước mắt
xanh lá, làn môi đó hiến dân anh xuân hồng đào. Ok, thì sau một ngày rong ruổi trên đường thì cuối cùng cục cưng R1 của mình cũng về vô trong kho. Bây giờ nằm an toàn trong kho rồi. Anh em coi vòng lại ha. Rất là mới. Xe này thì không có đẹp. Thật sự mà nói là theo cái cách nhìn của mình thì nó không đẹp. Nhất là cái đuôi. Cái đuôi nhìn rất là xấu. Anh em thấy không? Cái đuôi xấu bạo tàn luôn. Nhưng mà rẻ mà. Rẻ thì chơi thôi chứ sao giờ. Cái đầu thì nhìn ok. Cái đuôi quá xấu. Thì cái kho này bây giờ hiện tại là đựng đồ, mấy cái đồ tủ kệ bếp á. Nhưng mà mình gửi xe của mình ở đây cho anh mình giữ giùm. Đó, chiếc Harley cũng để đây luôn. Rồi chiếc Ducati cũng để đây. Kho này giờ mình muốn để chục chiếc cũng không ai nói gì hết trơn. Ok, thì cái video của mình nó tới đây là hết. Hy vọng là anh em thích cái video này. Nhớ like, share với subscribe giùm mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.